Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món sườn heo chiên nước mắm. Và để nấu cái món này thì mình không thể nào thiếu sườn heo được nha các bạn. Thì đây mình có chuẩn bị một cái miếng sườn heo nặng 800g. Các bạn nên chọn mua cái miếng sườn mà cái sớ thịt nó có cái màu hồng như thế này, hồng nhạt nhạt nè. Và các bạn nên đi chợ sớm để mình mua được thịt tươi ngon nhé. Hành tím thì mình dùng 5 củ và 5 tép tỏi. Hành tây thì mình dùng 50g. Về phần gia vị thì đây mình chuẩn bị 1 muỗng canh muối, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm và 1 muỗng canh tương ớt. Tiêu xay thì mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng cà phê nhé. Đấy, các bạn thấy nè, tất cả các nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm cái món sườn chiên nước mắm rất là đơn giản luôn, chỉ có sườn và các gia vị thông thường ở trong nhà bếp mình thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi rửa sườn trước nhé. Mình cho sườn vô trong cái thau nè, rồi cho muối lên. Mình sẽ rửa sườn với lại muối cho nó sạch. Các bạn xoa đều. Xoa đều khoảng 3 đến 5 phút rồi mình rửa sạch lại. Muối hành tây này thì mình sắc vừa vừa ra nha các bạn. Để mình nấu nước, mình luộc sơ cái phần sườn đó. Mình cho củ hành tây vào trong cái chảo nước nè, và đun cho nó thật là sôi lên. Mình sẽ cho vào đây thêm nửa muỗng canh muối. Nước đã sôi lên rồi nè các bạn. Và khi nước sôi lên thì rất là thơm cái mùi của hành tây. Rồi mình sẽ cho nguyên miếng sườn vào, mình trần sơ qua. Trần như vậy đó các bạn thì sườn của mình nó không còn cái mùi tanh nè. Với lại khi mà mình trần qua nước sôi như vậy đó các bạn thì cái miếng thịt sườn nó sẽ săn lại. Các bạn sắc nó cũng sẽ rất là dễ nữa và nó sẽ đều đẹp hơn. Mình sẽ trần sườn qua nước sôi khoảng 2 phút. Rồi các bạn vớt ra, các bạn rửa sạch lại thêm một lần nữa nhé. Để cho miếng sườn của mình nó thật là sạch luôn. Giờ mình sẽ gấp ra nha các bạn. Sườn thì mình sẽ chặt ra thành những cái khúc vừa ăn. Cái độ dài ở đây mình cắt thì tầm khoảng 6cm nhé các bạn. Cái phần tỏi với hành tím đó các bạn thì ở đây mình sẽ vắt để mình lấy phần nước, mình ướp sườn nha. Nhưng mình không có ướp bằng cái xác. Ướp bằng cái nước đó các bạn thì nó sẽ rất là thơm. Với lại khi mà mình chiên á, nó sẽ không có bị khét cái phần tỏi và hành tím nữa. Và cái xác này á, thì mình sẽ giữ lại nhé. Rồi mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh hạt nêm. Rồi mình xoa đều lên nhé. Cái phần sườn này thì mình sẽ ướp tầm khoảng 20 phút để cho nó thấm gia vị. Trong khi mà mình ướp sườn á các bạn thì mình sẽ trộn tất cả các gia vị vào trong một cái chén cho nó đều với nhau đó. Mình cho nước mắm nè, đường nè. Cho hết vào luôn. Rồi tiếp theo là nửa muỗng canh hạt nêm còn lại mình cũng cho hết vào luôn. Rồi tiếp theo là tương ớt. Mình cũng rắc vào đây một ít tiêu xay nữa. Mình khuấy cái gia vị này cho nó thật là đều. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước nhé. Rồi tiếp tục khuấy đều lên.
Mình cho dầu ăn vào trong chảo nha các bạn, để bắt đầu mình đi chiên xương. Mình đun cho dầu này nó nóng lên thì mới bắt đầu chiên nhé. Dầu nóng lên thì mình cho sườn vô nha các bạn. Rồi các bạn để lửa vừa thôi, đừng để lửa lớn quá. Để mình chiên vừa lửa từ từ cho sườn nó chín. Cái chảo mình nó to cho nên là mình sẽ cho hết lượng sườn vào luôn. Chiên một lần một luôn á các bạn. Chiên sườn á, các bạn nên chiên dầu ngập như thế này nha. Thì cái miếng sườn của mình nó vàng đều nè, với lại thịt nó cũng chín đều. Wow, các bạn nhìn những miếng sườn nè, bây giờ thì nó đã chín vàng hết rồi, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn á. Bây giờ thì mình sẽ gấp sườn ra nha các bạn. Mình cho sườn lên cái miếng thấm dầu á để cho nó thấm bớt dầu đi. Hoặc các bạn có thể để lên cái rây để cho nó rõ dầu cũng được. Và nhìn những cái miếng sườn nè, vàng ôm, còn nóng hổi luôn á. Mình cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần tỏi với hành tím băm nhuyễn vào. Mình cho vào khoảng 1 muỗng canh. Mình phi cho nó thơm lên nha các bạn. Và hơi vàng một chút. Sau đó mình sẽ cho cái phần nước gia vị vào. Lúc này thì các bạn nên để lửa nhỏ thôi. Mình nấu cho cái phần nước gia vị này nó hòa tan ra. Sau khi cái nước gia vị này á các bạn nó đã hòa tan ra hết thì các bạn nêm nếm lại sao cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình, rồi sau đó mình mới cho sườn vào nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho sườn vào thôi. Giờ mình đảo đều lên, lăn lăn cái cục sườn này để cho nó áo đều cái phần nước gia vị này. Wow, thơm ghê luôn á các bạn. Rất là thơm luôn. À, bạn nào mà mình thích ăn cay, các bạn có thể cho thêm ớt bột vào cho nó có vị cay cay. Mình đảo đều cái miếng sườn tầm khoảng 2 phút là được rồi nha các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn và ngon quá đi thôi á. Ăn cái món này tốn cơm thì thôi luôn á các bạn ơi. Ở nhà bạn nào mà nấu cái món này thì các bạn nhớ là phải nấu cơm nhiều nhiều chút nha. Rồi mình tắt bếp luôn nha các bạn. Wow, thơm quá. Đây, sườn chiên nước mắm của mình đây nè các bạn. Các bạn thấy có hấp dẫn chưa nè. Miếng sườn bóng bẩy luôn. Wow, thịt sườn ăn rất là ngon nha các bạn. Phần thịt thì mình ăn nó hơi giòn nè. Và thịt ở bên trong á thì mềm. Và đặc biệt là nước mắm á, ăn nó có vị hơi mặn mặn, ngọt ngọt nè. Rất là vừa ăn và cực kỳ đậm đà luôn. Sử dụng cái món này ngon lắm luôn á các bạn ơi.